chàng khơi lại chiếc khăn tay, hứa ra đi sẽ dám quay trở lại. Nàng im lặng đưa tiến chàng về nơi chiến trinh khói lửa điêu linh. Nàng đổ xuống lưng chừng núi, che lấp đi cả con đường mòn. Bóng người xa đi, liệu có cô đơn như người ở lại? Xuống lưng chừng